Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 34 năm ngày 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam tại đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã hy sinh biến thành vòng tròn bất tử bảo vệ Tổ quốc ngày 14 tháng 3 năm 1988, ngày 14 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dân hương tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tỏ lòng thanh kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời thiên liêng của Tổ quốc. Ghi sổ vàng lưu niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng quên mình để bảo vệ chủ quyền thiên liêng của Tổ quốc là những tấm gương chói sáng, minh chứng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thấm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam. Tại buổi dân hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trao đổi cùng lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương địa phương về việc phát huy hơn nữa giá trị của khu tưởng niệm chiến sĩ Cạc Ma trong thời gian tới.